Trong cái bài toán này người ta cho chúng ta là ba axit béo, đó là axit stearic, axit oleic và axit linoleic đi tác dụng với glycerol thì thu được tối đa bao nhiêu trieste có phân tử lượng bằng 884 U, tức là 884 dBc. Như vậy để làm được câu này, bước đầu tiên em phải nắm được cái công thức của trieste. Như vậy dựa vào công thức này chúng ta thấy này, R và R hai phải chúng ta đối xứng. Vì sao đối xứng? Bởi vì này, ở đây là giống nhau này, COOCH2 giống nhau, COOCH2 giống nhau. Như vậy giống nhau thì điều chứng tỏ là R và R hai phải đối xứng, được chưa? Ở đây chúng ta có ba gốc axit, đó là gì ạ? Gốc axit ST. Cái ST chúng ta là C17. Thì ghi trên này nha. ST của chúng ta là C17H35. Ole là C17H33. Linole thì nó sẽ là C17H31. Như vậy ở đây thầy sẽ gọi cái gốc này là số 1, cái gốc này là gốc số 2, cái này là gốc số 3. Bây giờ chúng ta có này, tổng 3 thằng này. Ở đây em sẽ bám vào phân tử khối của ST là 884. Ở đây ta có gốc R cộng R phải cộng R2 phải, R cộng R phải cộng cho R2 phải cộng cho COO. Chúng ta là 44 nhưng có 3 góc CO. Như vậy chúng ta lấy 44 nhân cho 3 cộng cho góc ở đây là góc C3H5. C3H5 chúng ta là bằng 41. Ở đây em tính được là bằng 884. Dựa vào đây em sẽ tính được tổng 3 góc R, R phải và R2 phải. Ở đây mình tính được nó sẽ bằng, ở đây em tính là bằng 771. Ở đây thầy tính được góc R trung bình. Ở đây em lấy 771 chia 3 là bằng 237. Bây giờ chúng ta lưu ý với thầy này, cái góc C17H35 là 239, cái góc C17H33 là 237 và cái góc C17H31 của chúng ta là 235. Như vậy để được tổng của chúng ta là 771 thì chúng ta có trường hợp thứ nhất, nó sẽ là ba góc C17H33, tức là 2 3 số 2, đúng không ạ? Cái thứ hai của chúng ta, để thỏa mãn được 771 thì chúng ta biết rồi, chúng ta lấy cái ba góc là C17H31 cộng C17H33 cộng cho C17H35 đúng bằng 771. Như vậy trường hợp tiếp theo nó sẽ có là gì? Nó sẽ là có gồm có ba số 1, 2, 3 luôn, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta trở về cái bài toán, đó là gì? Lập được bao nhiêu số có ba chỉ số, trong đó biết chắc chắn có ba số 2. Như vậy trường hợp tính chất của chúng ta đó là khạp heo. Trường hợp thứ hai của chúng ta đó là có ba số 1, 2, 3. Đầu tiên là 1, 2, 3. Em đảo vị trí 1, 3, 2. Tương tự em sẽ có tiếp theo đó là 2, 3, 1. 2, 1, 3. Chúng ta có 3, 12, 3, 2, 1. Ở đây chúng ta lưu ý này, số 1 và số 3 thì chúng ta sẽ nhìn số 3 và số 1, số 2 ở giữa. Chúng ta biết rồi, R và R2 phải đối xứng. Nếu 1, 3 trùng với 3, 1, như vậy chúng ta bỏ chất cuối cùng. Tương tự 1, 2 thì nó sẽ trùng với 2, 1. Số 3 ở giữa chúng ta bỏ. Tiếp tục 2, 3 thì chúng ta coi ngược lại là 3, 2 trùng, bỏ. Như vậy ở đây chúng ta có là 1, 2, 3, 4, 4 đồng phân. Có đúng ở đây mình chọn là câu D, 4 cái.